Hi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình là Hiếu của Phương đây. Thì hôm nay mình sẽ chiến cái con sổ lốt bóng đá nha mọi người, với cái số 4 là 5m này. Thì mình sẽ chiến như thế nào để kiếm tí lời tí lãi nha. Thì anh em nào mà xem video thấy hay thấy thích thì ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn anh em nào mà muốn chơi và muốn test thử mấy cái con game mình đang chơi thì đừng lên tải game mình có bỏ trong phần mô tả với game dưới bình luận nha mọi người. Anh em tải về rồi nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ code cho nha. Rồi, vốn 5M mình sẽ vào mình chơi luôn là 250 cành nha anh em. Và thử hôm nay có về bờ không nha. Thì anh em xem thấy hay thì ủng hộ cho mình một like và mình đăng ký kênh nha. Rồi, quả này Messi nó đá một quả được Messi đặc biệt anh em à. Nếu mà mình quay với mức cược là 250 cành này á thì nó vào 1.2 á là nó sẽ lên được cái đặc biệt nha anh em. Ok nè, tiếp. Rồi, vậy luôn, vậy có 10 cây thôi mọi người, khá là ít luôn nha. Thì cái mấy cái con game này á, mình chơi thì quay hũ thì nó nổ cũng hên xui thôi. 5-6m cầm vào quay 200 mấy thôi anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà cầm 5m này muốn ăn non á thì quay nên 100 cành thôi. Mình thì quay 250k này á là có khi thì mình kiếm được ít 2 vốn nha mọi người. Còn có khi thì mình kiếm được tí mình cũng nghỉ à. Mấy chứ mình chơi mình không có tham. Game thì lúc nào nó cũng cho ăn, một là ăn ít thôi, hay là nó cho anh em ăn lên nhiều tí nhưng mà nó sẽ lấy lại luôn. Mình nói thiệt với anh em luôn á, anh em muốn sống với con game chơi trên mạng đồ các kiểu ấy thì mình thấy là con nào nó cũng bịp như nhau thôi, không có con nào mà không bịp hết á. Mình chơi làm sao cho mà thấy nó ok thôi anh em. Đồ một đống giày luôn này. Hay là anh em chơi mà cứ có 100k ăn lên 300-400k thì anh em cũng đã thấy là ăn hơn ít 2-4 rồi đó. Mình đây 5m thì mình nếu mà mình mong cho nó lên được 5m là mình nghĩ là mình cảm thấy ok rồi. Thì anh em cũng nghĩ đi, 5m của mình thì ăn cũng bằng cái số vốn anh em bỏ vào anh em chơi thôi. Nó sẽ không cho anh em ăn lên cao nhưng mà nó sẽ cho anh em ăn cao nhưng mà nó sẽ lấy lại. Anh em không biết điểm dừng á. Chứ nếu mà mình có thua đi cũng được anh em. Mình thua 5m này đi. Rồi cái mình chơi tiếp vào 10m hay là 5m mà mình gỡ lại được một tí, mình cũng nghĩ anh em. Mình chơi lúc nào cũng vậy hết á. Đến nỗi mà game nó bảo mình điếm mà. Chứ anh em cứ muốn 4-5m thì phải ăn tới 10 mấy m, 20m thì ối dồi ôi, cái nó gặp thời thôi anh em, game nó nhẽ cho ăn thôi. Nhưng mà nếu mà nó nhẽ cho anh em ăn kiểu đó mà anh em không biết điểm dừng á, anh em có khả năng á sẽ thua hơn cái số anh em ăn. Mình nói thiệt mà. Mình thì cũng gặp khá là nhiều anh em rồi, chơi khá là ẩu luôn, ăn rồi không biết điểm dừng. Mình thì hồi trước mình cũng có chơi giống như mấy người đó thôi, mấy anh em thôi, tham cực kỳ tham luôn. Còn bây giờ mình có vốn, mình chơi mình ăn non, kiếm tí lời tí lãi thôi. Ok này, đặc biệt luôn này, đúng không anh em? Bây giờ mà mình vốn mình 5m đúng không, lên được 7m này, ok chưa, cho nó lên 7m đi. Thì mình có lời được 2m rồi. Thì theo anh em thấy đi, anh em cầm vào 100k, anh em ăn lên được 5-60k đi. Anh em nghĩ thì anh em cũng như mình thôi, anh em ăn non, anh em nghĩ. Tại vì anh em vào số vốn khá là ít, 100k, 200k mà anh em đòi ăn lên 1m hay là nhiều hơn đó nữa thì nó sẽ khó thôi. Ôi rồi, mình nói thì mình nói, tuy mình nói hay vậy đó nhưng mà nhiều khi mình chơi thì mình cũng gặp cái tình huống giống như anh em thôi. Ăn lên khá là nhiều nhưng mà nghĩ không được anh em à. Thường thường là mình nói anh em vậy nhưng mà mình làm thì không được, thế nó mới ảo anh em. Nên là anh em cố gắng làm sao cho được nha, kiếm tí lời tí lãi nghĩ thôi. Ok, mình đang ráng quay tay nè anh em à. Mình quay tay á là mình có điểm dừng anh em, còn nếu mà đỡ ô tô như thế này á có khi nó bứt luôn á, định mệnh cay lắm. Theo mình thấy thì 5m này thì mình cũng như là 500k của anh em thôi. Anh em vào 500k, ăn được 200k nghỉ. Ok, mình bảo đảm luôn, mình thấy chắc luôn anh em à. Còn nếu mà lỡ có ngày đó, ngày hôm đó anh em sảy chân đi, gãy 500k, anh em cũng nên nghỉ đi nha. Đừng có cố gắng đập vào gỡ nữa nha. Mình nói thiệt, anh em cứ vào, càng vào nó càng hút. Không tin anh em cứ thử là biết. Mình thì khuyên thật anh em, còn anh em tin hay không là tùy anh em thôi. Ok nha, mình chơi nãy giờ cũng chưa có lời lãi, lời có 2m thôi nhưng mà mình chưa nghĩ anh em.
Nếu mà 5M lời 2m thì cũng thấy rất là nhiều, nhưng mà nếu mà anh em 500k anh em lời 2m thì khá là ít anh em ạ. Anh em cảm thấy ít thôi chứ thật chắc là nó cũng bằng mình thôi. Rồi thì mình cũng kiếm được 1m mình cũng nghĩ anh em. Chứ mình thấy nó cũng đâu có nổi nữa đâu, đúng không? Là mình nên nghỉ nha. Rồi chốt được mét máy, nghỉ. Còn anh em nào mà muốn chơi thì anh em cứ tải game về. Link tải game thì mình có bỏ trong phần mô tả với link dưới bình luận nha. Anh em có chơi thì tải về mà test thử. Mình có hỗ trợ code cho anh em thôi. Ok, bye bye anh em nha. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nha.